Alo, bạn nhà chăn nuôi ơi, heo nái mà không bị sốt thì nhiệt độ bình thường là bao nhiêu vậy ạ? À? Chào bạn, bình thường thân nhiệt heo khoảng 38,5 đến 39 độ C. Trên mức đó là sốt, dưới mức đó là bị lạnh. Tôi có một con heo nái đã đẻ được 13 ngày. Tối qua tự nhiên nó đứng ngủ, không nằm cho con bú. Tôi thấy nó nóng nên đo nhiệt là 40 độ. Ngoài ra tôi thấy nó đi phân nhão ạ. Bạn nhà chăn nuôi tư vấn giúp tôi với. Khi heo nái đứng, nó có thở nhiều không bạn? Nó thở ít ạ, nhưng tôi thấy nó cứ lấy mõm ủi xuống nền chuồng và ủi xung quanh thành chuồng, giống như nó bị ngứa mũi ạ. Heo nái có chảy nước mũi không? Dạ, có chảy nước mũi và nước dãi ở miệng ạ. Video đây ạ. Nghi ngờ nái bị tụ huyết trùng, bạn nên nhốt heo con lại, cho vòi nước vào chuồng hoặc cho vô máng để heo nái tự lại uống. Trước tiên, tiêm cho heo nái Furovet 1ml cho 20kg thể trọng, vitamin K 1ml cho 15kg thể trọng, Urotropin 1ml cho 10kg thể trọng. Nếu thấy heo có thân nhiệt trên 39,5 độ thì tiêm thêm Ketovet 1ml cho 16kg thể trọng. Sau khoảng 15 đến 20 phút, thấy heo dịu xuống thì mới tiêm Tulavichil 1ml cho 40kg thể trọng. Buổi chiều, cố gắng tiêm thêm vitamin C. Khi nào heo dịu xuống, tươi tỉnh thì cho heo con ra bú. Tôi vừa cho nó ăn, nó vẫn ăn, nhưng đứng thở thấp bụng, không chịu nằm. Furovet, vitamin, utrobin, ba loại này tiêm riêng hả bạn nhà chăn nuôi? 4 mũi tiêm vào hai bên cổ nó trùng thuốc có ảnh hưởng gì không ạ? Vitamin K và urotropin có thể pha chung một mũi tiêm. Các loại thuốc Furovet, vitamin K, urotropin nên tiêm ở nách. Bắp cổ nên chừa để dành tiêm các loại như kháng sinh, thuốc giãn dầu, thuốc giãn sữa. Heo không chịu nằm thường là do khó thở. Tụ huyết trùng thường nguy hiểm lúc lên cơn. Qua cơn rồi thì có thể uống nước hay ăn lại. Thân nhiệt cũng không sốt cao nhưng sẽ nguy hiểm ở cơn sau. Mỗi khi lên cơn càng lúc càng nặng, nếu không dùng thuốc đặc trị sẽ đột tử lúc ta không chú ý. Dạ, nhà tôi nuôi chuồng rộng nên tiêm nách rất là khó với nó. Giờ em tiêm vào xoang có được không ạ? Bạn cố gắng tiêm nách nhé. Tiêm xoang nó không khuếch tán thuốc tốt, dễ ứ lại gây viêm áp xe. Một ngày sau, hôm nay con heo nái nhà bạn sao rồi? Cảm ơn bạn nhà chăn nuôi, tôi làm theo hướng dẫn, heo nhà tôi đã cho con bú rồi ạ, và cũng không sốt thở nữa. Bạn nên tiêm thêm kháng sinh ngày thứ 2, 3, 4, Ceftiofen 1ml cho 25kg thể trọng, ngày một lần, 3 ngày. Vì có thể heo bị ghép với Bordetella, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm. Hôm nay heo không ủi chuồng nữa, ăn tốt rồi, cảm ơn bạn nhà chăn nuôi. Vậy ổn rồi. Chúc bạn chăn nuôi thành công. Chăn nuôi có thể quét mã QR code sau đây để xem tất cả các sản phẩm dùng cho heo của Vimedim.